Bắt đầu làm nha. Ăn cơm lam nào. Mình là ăn cơm lam là ở trường là ăn không cả nhà. Đấy. Nhưng mà mình làm cho hắn mỏng thì khi nào mình bóc thì hắn sẽ dễ hơn cả nhà nhé. Đây này. Cái bóc cơm lam này này hắn ra mình có thể ăn lấy hết. Cơm lam nhé cả nhà. Chắc là hắn nứa càng non thì hắn càng có mùi thơm của nứa bà Sáu ạ. Nên là hắn sẽ ngon cơm hơn này. Đây, một đống. Bà Sáu tiếp đái món cơm lam nữa cả nhà. Đây rồi cả nhà. Được đang khá là nhiều ống nữa. Hứa hẹn sẽ có một buổi trưa bà Sáu tiếp đón bằng cơm lam rất là ngon. Nữa. Ông nước. Sao mà lên này lại thích thế? Ông nước cả nhà. Ông nước còn thơm. Nữa này, nữa non. Nữa non là càng lam càng ngon. Ngon quá. Lâu rồi không ăn cơm lam. Giờ đi rửa ống nứa nhé cả nhà. Cơm lam. Đây nhá cả nhà. Cơm lam của mình này. Bà Sáu lần nào lên cũng tiếp đón chu đáo quá. Mỗi tuần phải cố gắng làm việc xong là cái cuối tuần là cứ lên này ông bà Sáu là toàn ăn những món đặc sản thôi cả nhà. Cơm lam đấy nhá. Nếp nha, gạo nếp thơm. Là sau hôm nay sẽ làm vì đó là 12 ống cả nhà. Không biết là có đủ gạo. Gạo này có đủ không bà Sáu? Đầy đủ ăn thấy. Muốn ăn toán không ốt vậy? Thôi chẳng ốt cái gì. Đầy quá. Hả? Ở đây cả nhà. Trong khi đó thì ông Sáu thì lại đang tập nập đi câu con cá trê. Có con cá trê khoảng cân rưỡi đến 2 cân này hay lên đớp gà con với là ngàn con để xem ông Sáu hôm nay có làm ăn được gì không cả nhà nhá. Vừa mới bị đơm mất một miếng rồi. Đây, tao xem công đoàn bà Sáu làm cơm lam thôi cả nhà. Nhìn có vẻ chuyên nghiệp. Nhìn bà Sáu có vẻ chuyên nghiệp đấy. Đây cả nhà. Công đoàn làm từ đầu nhá. Đầu tiên là ta đổ vào một ít nước. Nước sạch nhá cả nhà. Đấy, đổ vô khoảng 1/2 bình à bà Sáu. Đổ vô khoảng 1/2 bình nhá cả nhà. Sau đó với bỏ nó nếp vào. Đổ nước vào để cho khi nào ta làm thì hắn chín nhá.
chín nhé. Thế cả nhà xem, sau một thời gian thì bà Sáu Hoa cũng đã hoàn thành xong cái phần đưa gạo nếp vào ống rồi. Xem được mấy ống nào? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ống rồi bà Sáu. 11 ống, cả to nhỏ nhé cả nhà. Mình thì có lẽ là ống vừa vừa thế này thì ăn hết luôn. Ống to quá thì có lẽ không ăn hết. Ống nhỏ cũng mới ngon cả nhà. Đấy nha cả nhà nhá. Chuẩn bị tí nữa đi làm thôi. Để có bịt đầu đó. Ok cả nhà, đây là cuối cùng rồi, cũng đã bắt được con cá trê, một con cá trê đây. Con này có lẽ khoảng được 1 cân không? Có lẽ được 1 cân đây. Cân. Nướng nhá. Cá trê nướng thôi. Ủa số mới sửa ai. Chưa tưởng giáo tiếp tôm. Nè, thời đời lên có khác. Ok nha. Giờ cơm làm bắt đầu làm nha. Sôi lên đây cả nhà, là lúc đó là gần chín đấy. Một hồi nó quay lại nhá. Cơm lam của mình nhé cả nhà. Cơm lam của mình là khi nào lam hắn ra, hắn sôi lên phía đầu này, đây, mì sôi. Khi đó là cơm gần chín lên tới nhá cả nhà. Là ta đây là lam gần tới. Đấy, như là ống bên này là sẽ chín trước hai ống này. Hai ống này là dài hơn. Đấy, ta phải trở liên tục nhé cả nhà, cho ăn là đều. Đây, ống này cũng đã bắt đầu xì sôi đấy. Nhìn hấp dẫn quá cả nhà. Như vậy là ta đã chan làm chín một ống rồi cả nhà. Còn hai ống nữa. Đây, làm từ từ đấy. Còn nóng lắm. Thế nhỉ? Như vậy là một con nước cắn câu này, không biết là cá chi đây. Hay là con cá trắm nhỏ thì cá chép. Cá chép thôi, thả thôi. Hả? Thì cái chìm ấy chứ thì tập bá chép là bá đúc rồi đấy. Trước đây có người ta cũng có. Bá này nhắc nói gì? Chép này. Đây. Muốn nói nắc. Wow. Cá chép đây. Đây cả nhà. Thả xe bác Khải. Anh nghe nói cái cá làm. Công đoàn mình làm cho cái ông hắn mong lại một tí nhé cả nhà, để tí nữa dễ bóc nhá. Cơm lam của mình đã chín rồi. Cơm lam chín rồi đấy. Thơm quá. Tí nữa bóc ăn luôn nhé cả nhà. Đây. Món cá trê nướng nhé cả nhà. Hơi bị cháy. Ăn cơm lam nào. Mình là ăn cơm lam là sở trường là ăn không cả nhà. Đấy. Nhưng mà mình
làm cho hắn mỏng thì khi nào mình bóc thì hắn sẽ dễ hơn cả nhà nhé. Đây này, cái bóc cơm làm đây này, hắn ra mình có thể ăn hết này. Đào nếp thơm quá cả nhà ơi. Wow, ngon quá. Trong khi tại thành phố Vinh ngày càng thiếu sân cho công cộng, thì những mô hình để người dân rèn luyện sức khỏe, giao lưu như ở phường Trường Thi và Mỹ Thủy tuyệt vời cả nhà. Còn giá trị. Tuy nhiên, nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh YouTube.